trên cái màn hình này. Ồ, cảnh báo gió nữa nè các bạn. Bởi vì thường thường là mình quay trong nhà nói hơn, nhưng mà ở đây ra thực địa để quay để các bạn thấy luôn. Cái ở trên là ép, mà từ trên xuống là dấu ba chấm là để vào cài đặt phải không? Cái xuống tới là FHD á, thấy không? Full HD đó các bạn. Thì ở chỗ này là mình sẽ chọn nè, đó. Hiện nay á là nó đang video là vàng, cái máy quay á có nghĩa là đang ở chế độ quay. Còn nếu mình chụp á thì mình nhấn lên cái trên đó, thấy không? Thì nó sẽ có là chụp đơn á. Còn cái dấu vàng, dấu vuông ở ngoài á là chọn chế độ chụp đó. Thì như mình bữa nay mình nói với là mình sẽ quay, cho nên mình nhấn vào video đó. Video thì cái dấu trắng tròn lớn ở cạnh bên phải á nó chuyển lại đỏ đó. Thì như vậy á thì nó là như thế. Thì dấu đỏ là mình biết là báo hiệu là mình đang quay. Vẫn cảnh báo gió mạnh nha các bạn. Chắc phải xuống một chút. Xuống đi. Xuống 30 được rồi. Đó. Hồi nãy giờ là trời đang nắng, nhưng mà bây giờ là có mây rồi. Cho nên cảnh quay chắc cũng không sáng nha. Tiếp tới dấu đỏ này á là để mình nhấn quay. Cái dấu đỏ lớn thiệt lớn á, các bạn thấy không? Nhưng ở đây mình khuyên các bạn khi quay hay chụp gì cũng vậy là nhấn trên máy. Nhấn nút trên máy nha các bạn. Đó. Thì cái nút bên bên trái nè, nút đỏ nè là quay nè. Còn cái nút bên phải này á là nút chụp nè các bạn. Ha. Đó. Cho nên là chúng ta nên sử dụng cái đó. Kế tiếp là cái dấu play, dấu tam giác này á, thì các bạn biết là nó đã lưu trữ những cái quay hoặc chụp từ trước thì chúng ta nhấn vô đó nếu chúng ta muốn kiểm. Ở đây thì không có gì hết, cái cạc mình trắng coi như quy. Rồi tiếp tới ở dưới là auto. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là quay trước là quay auto, tức là tự động máy nó chỉnh hết. Vậy thì đối với từng máy quay á là nó có ba cái thông số mà các bạn quay hoặc chụp bất kỳ một cái máy ảnh nào các bạn phải lưu ý. Là một là cái khẩu độ, tức là độ mở của cái ống kính của máy quay. Cái thứ hai là ISO, tức là độ nhạy sáng. Cái ISO là độ nhạy sáng. Thì hiện nay đối với con Mavic Mini này hay là Mavic Mini SE hay Mini 2 như vậy, nó chỉ có độ khoảng là cao lắm là 3200 thôi nha các bạn. Đó là cái ISO, độ nhạy sáng của phim cũng như là của sensor mới, kỹ thuật số gọi là sensor. Và cái thứ ba nữa là cái tốc độ quay hoặc là tốc độ chụp cho một khung hình đó. Tức là cái cửa mở ra rồi đóng lại nhanh hay chậm. Nếu mà chậm thì luồng ánh sáng nó nhiều, còn nếu mà nhanh á, mở rồi đóng nhanh á thì nó ánh sáng ít. Thì cái đây là mục tiêu của ba cái đều là lấy sáng hết nha các bạn. Trong khi ở đây mình hướng dẫn cho các bạn là quay tự động, mà hiện nay nó hơi tối phải không? Hơi tối thì các bạn phải tăng sáng lên chút nè. Đó, cái chỗ EV á, thay vì mình để 00 thì các bạn lên 03 nè. Đó, cho nó sáng chút, hoặc là 07 đi. Đó. Quay tự động mình được quyền chỉnh sáng chút đỉnh vậy thôi, tức là còn bao nhiêu nữa là ba cái thông số vừa rồi mình nói đó là máy nó tự động nó chỉnh hết. Đó. Thì đây là quay tự động. Thì về hình ảnh trong một ngày mà quay thì với kinh nghiệm với lại anh em đi trước, nói chung là người ta đã kết luận là gì, cái giờ quay đẹp nhất hay là chụp nhất á, đẹp nhất á, là buổi sáng, là từ sáng coi như mờ sáng á, cho đến khoảng 9 giờ đó là của buổi sáng, là quay hay là chụp là rất là đẹp. Còn đối với buổi chiều thì khoảng từ 4 giờ cho đến khi hoàng hôn ha, hoàng hôn
cho đến khi là coi như là tối hẳn luôn đó. Thì hai cái khung giờ này, hai khung giờ là thích nghi để mà chúng ta quay có những thước phim đẹp, hình ảnh đẹp đó. Tất nhiên là mình canh được trong thời gian này thì càng tốt, còn nếu không bình thường thì buộc mình phải quay. Mà khi mình quay như vậy thì mình phải chỉnh phải chỉnh cho nó đủ sáng đó. Cái nữa là sau khi mà chúng ta đã chọn xong rồi thì bây giờ như cái khung hình này bắt đầu là tiến hành quay nha các bạn. Đây là quay video nè. Bây giờ tôi bấm nè, tôi bấm trên nút trên cái remote control chứ không bấm trên cái màn hình. Lý do là bấm trên màn hình mình thay đổi cái tay á, đôi khi nó bị giật, nó không hay. Nhất là máy máy mà không có, giống như là không có gimbal á, thì nó sẽ bị rung ngay. Thì bây giờ là tôi bấm vào nút quay nè các bạn. Đó, khi bấm vào nút quay á, nó kêu cái tít cái và cái khung đỏ nãy tròn đúng không? Giờ nó thành vuông rồi đó. Và ở dưới nó có một cái chóp nhỏ, chóp liên tục và báo số giây đang quay, tức là báo thời gian đang quay. Mặt trời thì đang ở bên phải và cái khung ảnh hiện nay mình lấy là coi như là vuông góc với lại cái phía mặt trời. Mà muốn thuận sáng á, thì các bạn phải chuyển lại cam về phía bên trái. Đây là thuận sáng nè, đó. Đó. Thì mình cứ quay thôi, rê chậm thôi nha các bạn. Đó. Gọi là ban á, ban chậm, những cái chỗ nào mà cần quan trọng á thì mình dừng. Đó. 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 Mình đưa cái bụng bình nó vô ngay tim của cái chữ thập đó, thấy không? Nếu cần thì chỉnh lên chỉnh xuống cũng được. Đây là thuận sáng nè các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ á mình sẽ quay hướng ngược lại, tức là ngược sáng. Mình cũng rê lần lần thôi. Đó. Làm sao mà khi chúng ta ban cho nó đều, rồi trong quá trình ban, ví dụ như gặp cái công trình hay là cái biểu tượng nào mà nó mang tính chất đẹp hay là ngã tư, mình cần dừng. Ví dụ như thế này nè, có một số căn nhà nè, mình dừng lại một chút cũng được, tùy mình thôi. Đó. Đó. Rồi đi qua phía bên phải nè các bạn, giờ là ở giữa rồi đó. 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 qua nữa đó. Đó. Rồi quay qua hướng ngược sáng đó ha. Nhưng mà vì bữa nay trời mưa, mây quá trời luôn, chứ không thôi là phía này là mặt trời là nó chói, là ngược sáng gì lắm đó. Rồi bây giờ là đang quay tự động và EV là 0.7 nha, dương. Bây giờ tăng lên coi sao, tăng lên 1 coi sao nè. Đó, 1.0 rồi đó. 3, 1.3, 1.7, 2.0, các bạn thấy nó sáng lên không? Đó, 2.3, 2.7 và tối đa là 3 chấm, cháy sáng, đã ngược sáng và tăng sáng nữa thì coi như là nó sẽ bị cháy sáng. Thì trong trường hợp này là bị mây nó che rồi, cho nên cái không gian ở đó nó trắng, nó sáng, thành ra là, chứ còn nếu ngược sáng không là coi như nó tối hù nha các bạn. Đó, bây giờ mình xuống dần, mình xuống nhanh chút đi. Rồi mình về phía âm nè, 0.0 nè, đó. Đáng lý có mặt trời là nó cái ánh sáng nó khác rồi, nhưng mà giờ mình lỡ quay không có mặt trời thì phải chịu thôi. Đó. Rồi. 0.3 nè. 0.7 nè, tối thui nè, đó. Rồi. Đó. 2. Tối luôn. Các bạn thấy không? Nè, càng dâm nè. Đó. Rồi, tối 3 là tối đa, cái màn hình đen thui luôn. Thì trong quá trình đó thì các bạn quay ở đây là hai cái thông số là ISO với lại là tốc độ đóng nửa bằng tập, tức là stir là nó tự động nó điều chỉnh, còn cái đây nó chỉ cho mình chỉnh cái phần EV thôi đó, chỉnh sáng chút đỉnh thôi, điều chỉnh đó. Còn nếu mà các bạn không muốn chỉnh, các bạn cứ để 0.0. đây hiện nay mình đang để 0.0 đó.
thì chấp nhận quay thực tế sáng bao nhiêu là do máy nó điều chỉnh. Tới đây thì mình cũng nhắc lại cho các bạn biết là ba cái thông số cơ bản của một cái máy quay. Một là khẩu độ, tức là độ mở của ống kính nha, độ mở của ống kính. Thì đối với con ba VIP mini này, độ mở của ống kính là cố định luôn, không có thay đổi, không mở thêm mà cũng không đóng lại, là f2.8. còn nếu như một cái máy bình thường mà chỉnh được á thì nó từ là 1.8, 2.8, 5.6, rồi tới 11 chấm, rồi tới 16 chấm, ở giữa nó có lẻ lẻ nữa, nhưng mình bỏ qua. Thì các bạn lưu ý là số càng nhỏ thì khẩu độ mở càng lớn. F2.8 là mở tương đối lớn, gần như muốn mở hết cái ống kính đó. Cái chỉ số thứ hai đó là ISO là độ nhạy sáng. So với con máy VIP Mini này là từ 100 cho đến 3002 đó, độ nhạy sáng. Và trong trường hợp để tự động thì máy cũng lại cam á, nó sẽ tự động hiệu chỉnh. Cái thứ ba là cái shutter, tức là tốc độ mở đóng màn trập của ống kính, tức là mở đóng nhanh thì ánh sáng ít đó, thì độ sáng nó thấp. Còn nếu mà mở đóng chậm thì ánh sáng nhiều thì sẽ sáng nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ mình quay, đây là ở hướng ngược sáng phải không, bây giờ mình quay lại hướng thuận sáng, hướng trung gian ở giữa như nãy giờ mình quay á. Rồi bây giờ thì mình cho máy bay hạ xuống nha các bạn. Đó, đây là cái phần mà hướng dẫn là quay ở chế độ tự động, máy nó chỉnh hết, mình chỉ chỉnh EV là chỉnh sáng tối chút thôi. Rồi bây giờ mình cho máy bay landing xuống nha các bạn. Rồi đó. Qua trái một chút nè, đó, để cho thấy hết cái khung. Đó. Đây là chiều thuận sáng nè. Đó. Thấy không? Đây là vuông góc với lại mặt trời đó các bạn. Là nguyên cái tòa nhà nó báo là pin yếu đó các bạn. Đó. Nó sắp hạ cánh rồi đó. Đó. Quá mình cho nó lên đi. Rồi lên đi nha các bạn. Đó. Landing. Rồi xong. Máy bay đã hạ cánh xong an toàn nha các bạn. Rồi. Thì cái phần đó là phần hướng dẫn quay tự động. Mình bấm nút nghỉ quay. À, nó trả màn hình lại thấy không, cái dấu đỏ vuông bây giờ là tròn vuông lớn rồi đó. Rồi mình sẽ tắt máy nha các bạn. Về máy take off, the home point has been updated, please check it on the map. Phải thấy cái thông tin đó để mà mình khi mà mất kết nối máy bay sẽ tự động bay về cái nơi nó cánh nha các bạn. Còn nếu các bạn không thấy cái đó và VBF 12 thì các bạn mới bay đi nha. Rồi bây giờ tôi bay lên nè. Lên bao nhiêu? 16, 20 đi, được rồi. Trời bữa nay thì mưa nha các bạn, cho nên là tôi thôi chỉnh cái đường chân trời chút xíu. Đó. Rồi quay video nha các bạn. Rồi nó đỏ lên rồi đó. Và tới đây thì khi mà chúng ta tiến hành sẽ quay video
ở cái chức năng là manual nha các bạn, chính tay đó. Rồi có thấy cái dấu auto ở góc phải phía dưới màn hình đó, các bạn nhấn vào auto nha. Đó, thì để mình chuyển nè. Nó khác này các bạn thấy không? Mình quay á, ở đây là 1080 30 fan nè các bạn nha. Đây. Mình sẽ chỉnh ở cái phần là hiện nay là ISO là 3200. Rồi mình chỉnh nha các bạn. Đây. Ở đây nó cho là 3200. Mình phải giảm bớt xuống tại vì ánh sáng trắng quá. Xuống, xuống, xuống. Đó, bây giờ là thấy màu rồi đó các bạn. Xuống trầm đi nha. Rồi, trầm đó. Rồi, thấy có màu không? Hồi nãy trắng tinh luôn á. Đó. Đó, đó là cái chỉnh thứ ISO. Cái thứ hai nữa là mình sẽ chỉnh về cái chỉnh tiếp cái này. Về cái shutter nè. Bây giờ là 1/80 là nó trắng quá rồi nha các bạn. Nè, 1/60 nó còn trắng thêm nữa. Cho nên mình phải hạ xuống. 1/80 nè. 1/100. Tăng dần cái đóng mở của shutter. Đây là mình tăng lên như vậy thì càng ngày càng nhỏ lại. Tức là cái độ sáng nó nhanh ra. Bây giờ nè các bạn, mình nhấn lên. Chỉnh xuống nữa nè. Cho đến khi nào mà mình cảm thấy là nó được á, thì lúc đó là các bạn mới quay nha các bạn. Rồi xuống nữa. 1/400. 1/500. 1/500 thì nó hơi tối đó các bạn, nhưng mà cũng được ha. Như vậy là trong cái chỉnh manual á, thì nó cái góc phải màn hình các bạn thấy chữ rõ là chuyên nghiệp. Thì thực ra là nó là chỉnh tay đó các bạn, manual á. Nhưng mà người ta mấy cái phim về sau thì để là chữ rồ, tức là chuyên nghiệp các bạn. Thì tất nhiên mình chưa chuyên nghiệp thì mình bay hoài thì nó sẽ chuyên nghiệp thôi. Bây giờ mình chỉnh lên sáng chút coi sao tối quá. 1/400 coi nó sao. 1/320 đi. Đó. Bây giờ sau khi mà mình đã chỉnh các thông số xong thì bắt đầu là nhấn quay nha các bạn. Nhấn quay nè. Nhấn trên nút của remote control, nhấn nút đỏ trên remote control nha, chứ không có nhấn trên màn hình. Đây tôi nhấn nè. Đó. Thì cái nút đỏ nó chuyển sang vuông là bắt đầu ghi á. Nó có một cái nút nhỏ thiệt nhỏ, nó chớp tắt và nó báo số lượng thời gian, tức là tính từ giây trở lên á. Nha, như vậy là đang quay nè. Bây giờ mình sẽ quay thì mình có thể là cho máy bay bay tới. Đó. 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 Đó, bay tới. Rồi, cho máy bay bay lui. Đó. Rồi. Bây giờ là banh sang trái nha các bạn. Đó, đó là trong lúc mình quay thì mình banh. Đó. Banh tùy mình. Và banh thì các bạn lưu ý là banh chậm thôi. Đó. Đó, banh chậm nó. Rồi. Mình cũng có thể bay tới nè các bạn. Đó. Bay tới lên quay á. Đó. Đó. Rồi. Mình sẽ bay lùi nha các bạn. Tốc độ hơi nhanh ha. Mình lấy spore nè. Lấy tốc độ khác. Tốc độ xe nha, xe bot á, cho nó chậm chút. Rồi, mình sẽ kéo nó sẽ chậm hơn. Thì phim nó sẽ, chất lượng phim nó sẽ mịn hơn.
cũng đơn giản vậy thôi. Rồi giờ 7 tới chúng ta sẽ ban qua phải nha các bạn. Đó, ban qua phải đó. Bây giờ cái phần shutter nè, chúng ta cũng có thể chỉnh nó lên 1/400 đi đó, cho nó tối chút, 1/500 thì cho nó tối chút, tùy theo mình quay kiểu mình thấy vừa mắt mình thôi nha các bạn. Ở đây tôi chỉ làm mẫu cho các bạn thôi. Bây giờ chúng ta bay tới nè. Đó. Rồi chúng ta bị lùi nè. Thì cái này là chỉnh và quay cho các bạn tham khảo thôi. Còn thực ra đối với quay á, môi trường ánh sáng nó thay đổi nhiều quá, thì đôi khi là các bạn phải lưu ý là chúng ta phải bằng cách là để cho nó máy nó chỉnh nha các bạn. Cho nên chỗ pro đó bây giờ là chúng ta để cho nó chỉnh á, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nhấn vào pro là nó ra chữ auto ấy các bạn. Đấy. Đó. À xin lỗi, chúng ta phải chấm dứt quay ngay nè rồi mới chuyển sang auto được. Rồi bây giờ từ rồ nè, cái dấu rồ nè này, tại vì mình đang quay mình chuyển ngang không được, cho nên là từ rồ nè mình nhấn vô để nó chuyển qua auto nè thì nó sẽ khác đó, nó sang auto rồi đó. Như vậy là tất cả là nó sẽ quay theo cái hiệu chỉnh tự động nha. Rồi tôi cho nó bay tới nè. Rồi cho mà máy bay nó sang trái nha các bạn. Đó. Rồi bay tới. Đây là mình đang quay tự động nha các bạn, do máy nó chỉnh á, chỉnh cái đường chân trời lên chút xíu đó. Rồi bay lùi nè. Rồi như vậy là mình thử cái bay lùi như vậy, và chúng ta sẽ nhấn vào rồ trở lại nha các bạn, tức là mình tự chỉnh hồi nãy đó. Rồi nhấn quay đó. Nhấn quay mình bay nè, bay lùi. Rồi chúng ta sẽ ban sang phải nè các bạn, cho máy bay nó ban sang phải. Rồi tới thui luôn nha các bạn. Tới thui thì như vậy đó, thì mình phải tăng lên chút xíu nữa, tối quá. 1/400, 1/320, 1/200 đi cho nó sáng chút nha. Đó, cái này chỉnh tay mà, mình cứ chỉnh đó. Thấy không? Thấy nó sáng không? Thì tôi sẽ làm mẫu như vậy cho các bạn thấy. Rồi, nó bay lùi. Đó. Đó. Chúng ta ban sang sang trái nha các bạn. Đó. Rồi. Cho camera gục xuống đường nha các bạn. Đó. Đó, để thấy đường lộ luôn. Đó. Đó. Rồi tạo cái đường song song. Đó. Cái đường cuộn lượng song song với lại khung hình đó, các bạn thấy được chưa? Rồi bay lùi nữa nè. Đó. Bay tới. Đó.
Rồi, lùi lại anh chốt. Đó, thông bộ như vậy. Ở đây thì chúng ta thấy cái gì? Khi mà chúng ta chuyển sang chế độ Pro, tức là manual á, thì có 3 thông số mà chúng ta phải quan tâm. Mà cái này là bên manual là chúng ta phải chỉnh nè. Một là cái khẩu độ. Thì khẩu độ đỡ một cái là khẩu độ ở đây là F2.8 là cố định luôn, cho nên mình cũng không khép khẩu mà cũng không mở khẩu luôn. Đó. Thì còn lại hai cái là cái ISO và nữa là shutter. ISO tức là độ nhạy sáng của sensor hoặc là của phim. Còn lại là shutter là cái tốc độ mở đóng màn chập của ống kính. Nếu mà mở đóng chậm thì ánh sáng nhiều thì thước phim nó sáng, hình ảnh nó sáng. Còn nếu mà shutter mà nhanh quá đó, tức là đóng mở nhanh quá đó, mở đóng nhanh quá thì ánh sáng yếu, thì dẫn đến tình trạng là nó sẽ tối nha các bạn. Cái này bây giờ tôi tăng lại cái shutter lại nè, 1/60 thì ánh sáng lên, thấy không các bạn, thấy sáng chưa? Rồi lên nữa nè, 20 là sáng nè, 1/10 là sáng nè. Đó thì tùy khi các bạn quay là các bạn tùy theo tình hình cụ thể với cách nhìn của các bạn thì các bạn sẽ chỉnh được thôi. Như vậy là ở phần manual khẩu độ cố định rồi thì không có nhúc nhích gì được hết, mình không tính được. Nhưng mà riêng cái ISO các bạn chỉnh nè. Rồi cái shutter là tốc độ mở đóng màn tập thì các bạn chỉnh trong suốt quá trình quay nha các bạn. Rồi bây giờ tôi chấm dứt quay nha. Nhấn trên remote control chứ không có nhấn trên màn hình nha. Rồi đó, dấu tròn nó trả trở lại các bạn ha. Rồi như vậy là hướng dẫn cho các bạn về cái phần của quay video theo cái chỉnh tay hay là chỉnh manual, hay nói cách khác là chỉnh chuyên nghiệp là chỉnh Pro nha. Trên máy để chữ Pro ở góc phải phía dưới màn hình đó. Rồi xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video sẽ hữu ích cho mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye. Bây giờ là mình sẽ cho lên pin nha các bạn.